Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 2 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 26. Có nhiều người lắm quý vị, khi gặp những đức mà nào là họ nói họ bị nhức đầu, nhức mình, nhức tai, rồi mất ngủ, bệnh này bệnh kia tùm lum. Những đức đều chân thật nhiệt tình hết mình khuyên họ đúng một câu: ý họ là hỏi mình để chỉ họ cách nào tu tập làm sao để quá giải bình. Những đức đều chân thật nhiệt tình khuyên họ: quý vị niệm Phật đi, quý vị chân thật niệm Phật đi. Vì chính bản thân những đức nuôi bao nhiêu người già trong chùa đông như vậy, quý vị hãy để ý đi. Có nhiều người nói rằng nhà họ một người cha mẹ già mà lo cho cực kỳ khó khăn. Tại sao? Họ đặt câu hỏi tại sao thầy ở đây nuôi nhiều người già như vậy mà được. Chỉ đúng cái nào? Niệm Phật. Giảng pháp cho họ nghe. Niệm Phật. Giảng pháp cho họ nghe để cởi mở tâm tư. Rồi niệm Phật. Chỉ cần mỗi ngày nghe pháp cởi mở tâm tư, niệm Phật. Còn khi nhức đầu nặng nề, đừng nên quá đặt nhiều thứ thêm vô nữa. Vì mình nhức đầu là thần kinh mình nó đã mệt rồi. Bây giờ mình chỉ có nhớ Phật niệm Phật, dịu cái tâm nhất rồi chân thật niệm Phật, rồi nghe những bài pháp làm sao mà vui vẻ. Nhất là những bài pháp những đức giảng lễ chủ nhật được nghe đi. Khi vui vẻ an lạc rồi tự nhiên nó dịu thần kinh lại liền. Nó quên đi những cái việc bận tâm lo âu thì cái đầu hết nhất. Rồi quý vị dùng phương pháp niệm Phật lễ Phật á, rất hay. Sáng tối dùng phương pháp niệm Phật lễ Phật cực kỳ hay. Giống như nó bơm máu lên não mình vậy, giúp cho cái bộ não mình nó sáng suốt tỉnh táo, nhẹ nhàng. Chùa mình bây giờ mà nuôi bao nhiêu người già, đa phần đều là gì? Đều là niệm Phật. Đều là niệm Phật lễ Phật, nghe pháp tu hành. Đều là vậy thôi. Mà người nào cũng an lạc. Đặc biệt nhiều bà cụ vô chùa mình nhìn mặt mày cũng tèm nhem túc nhúc. Vậy mà vô chùa mình tu thời gian mập mạp sáng sủa, con cháu vô nhìn thấy còn kinh ngạc. Chỉ có niệm Phật. Nên quý vị dù là mang bệnh gì, nhưng nếu như quý vị đủ duyên mà tin, chân thật mà tin có Phật hiệu này, chân thật niệm đi. Niệm Phật, ăn chay, phóng sanh, chân thật làm việc này đi. Quý vị sẽ thấy lợi ích lớn, lớn cực kỳ lớn luôn. Tâm trạng tự nhiên an lạc, vui vẻ, thoải mái. Lạ như vậy. Mình rất đủ duyên nha. Mình nghe pháp môn Tịnh Độ. Đây là đại sự nhân duyên thù thắng. Cũng như hôm qua, những đức gặp phái đoàn Thái Nguyên. Ở phương xa bây giờ rất nhiều tỉnh thành, người ta đều nghe những đức giảng rồi niệm Phật tu theo thời khóa của chùa mình. Bao nhiêu người gặp những đức mà người ta nói người ta mừng. Vì người ta có được sự an lạc. Nhiều người nói rằng là người ta biết Phật pháp mười mấy năm luôn,
mà người ta đi đến chùa, người ta không có thờ khóa ở tu gia đình. Đi đến chùa mười mấy năm mà ở nhà không có một thờ khóa tu gia đình, áp dụng không được. Vì đa phần người nghe đạo bây giờ phần nhiều là người lớn tuổi, mà bây giờ tụng kinh trì chú đồ này kia thì người ta làm được, ngồi thiền người ta ngồi không nổi. Nhưng mà mình đưa ra thờ khóa niệm Phật lễ Phật thì người ta áp dụng được. Người ta cảm ơn những đức và thêm những bài chia sẻ Phật pháp của mình quá đơn giản, người ta dễ nghe, dễ hiểu, dễ hành trì. Như gặp phái đoàn Thái Nguyên nói một câu: vô đây con thấy thầy, thầy làm quá đơn giản thầy ơi, mà người ta đến đông, con càng tĩnh tâm với pháp môn Tịnh Độ thêm. Thấy vào trong chùa thầy đi giảng mà đâu có người đưa rước gì thầy đâu, thầy vô thầy bình thường, thầy vô thầy giảng mà người ta nghe người ta quá quan hỷ, thầy quá đơn giản. Họ nói bản thân thầy mà còn xuống nhà bếp nấu ăn cho chúng con ăn, thiệt tình chúng con không thể nào giải đãi luôn. Những đức nói với họ một câu: mình còn trẻ mà, cái gì làm được thì làm, ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, mình làm được tốt thì mình hời mình nhờ nhiều, chứ mình có làm giùm cho ai đâu. Để tới tuổi già muốn làm không được. Những đứa cũng thường phiên mấy anh em trong chùa vậy đó. Mình còn trẻ, cái gì mình làm được mình chân thật mình làm, đừng có để lún qua cuộc đời của mình. Bây giờ nếu mình không đi tu ngoài đời, mình làm mình cũng xài tay mình lấy tiền, lấy tiền mình xài hết trơn tiền. Còn bây giờ mình ở đây mình tạo duyên phước, tích lũy được duyên phước. Mình tích lũy duyên phước thì chắc chắn rằng là cái cuối đời mình, cái sự tái sinh mình thù thắng tốt đẹp. Có nhiều người cả đời người ta kiếm tiền rồi để dành tiền, rồi xài tiền. Còn mình thì mỗi ngày mình làm, tuy mình không lãnh lương nhưng mình lại tích công lũy đức. Cái chỗ quan trọng là mình hiểu được cái nguyên lý tích công lũy đức. Thì bản thân mình, từ người xuất gia, người tu trong chùa hay hàng Phật tử, ai cũng là người siêng tu phước tu duyên. Ai cũng là người siêng tu phước tu duyên. Hồi sáng những đức qua bên Đại Tùng Lâm gặp hòa thượng mình. Bây giờ quý vị biết, cái lễ viếng Quan Âm này xong, hòa thượng này thấy người ta quá đông mà. Quý vị biết rằng là làm dài ra cái nhà tôn, làm dài ra tới pho tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm đứng trên con rồng đó, làm cái nhà dài ra tới ngoài đó luôn. Lần sau mà quý vị đến đây chương trình lễ viếng Quan Âm hay Phật Đản là cái nhà đó có thể cắt xong, rất là bự quý vị. Nó những đức nuôi các cụ già, rồi Phật tử khắp nơi cúng dường, những đức gom lại hết, cũng được một số tiền gửi cho hòa thượng để mà ngài xây dựng chùa, để mà các cụ già được ở. Bây giờ ngài lớn tuổi, ngài phát tâm, ngài xây chùa. Những đức thì rủ quý Phật tử để chúng ta cùng tu phước tu duyên. Vì những đức thấy rằng cái hoàn cảnh này làm nhiệt tình, làm đúng quý vị. Tại vì hòa thượng năm nay ngày 83 tuổi rồi, ngài còn cái gì mà giữ gìn cho ngài cái gì bây giờ? Thì tạo tự xây đậu tràng cũng đều để lại cho người đệ tử sau này, để tiếp tục cho người già Phật tử khắp nơi được về ở tu. Vì thấy rõ ràng dây chua mình là nhiệt tình nuôi người già, lại vì thấy điều này là 100%. Rồi thêm một cái nữa là đi một vòng hòa thượng với những đức đi chung với nhau, rồi đi ra cái chỗ mà chuẩn bị xây ngôi chùa đạo tràng 4, thì cái mảnh đất bữa nay bắt đầu là chuẩn bị xây dựng luôn đó quý vị. Nên khắp nơi nơi quý Phật tử khắp nơi nơi, đây là cái cơ hội chúng ta cùng tu phước tu duyên, nhiệt tình hết mình. Thì cái bữa mà lễ viếng Quan Âm Bồ Tát, mỗi một chiếc máy niệm Phật trong đó những đức có để một cái số tài khoản của những đức. Khắp nơi nơi quý vị về đây, quý vị thấy rằng nếu cái việc làm đó là đúng mà tốt, lợi ích cho mọi người, thì quý vị cùng chung tay với những đức để chúng ta xây những điểm chùa, những cái nơi tu tập, để cho khắp nơi nơi chúng ta về được ở tu. Cái ngôi chùa kỳ này xây, hòa thượng nói rằng ở khoảng 1.000 người được ở trong chùa. Những người già, đa phần các cụ già trong chùa mình vô đây ở tu tập, già nhưng mà đi đứng đồ ổn định nghe quý vị. Dù bảy mấy, tám mấy tuổi nhưng mà phải khỏe, đi tới đi lui, tự lo cho cá nhân. Còn vô đây thì mình lo hết, từ cuộc sống, từ đồ đạc, từ chỗ ở, chỗ ăn. Khi cuối cuộc đời thì được hộ niệm,
Những đức làm lễ đưa tiễn đi lên đài quả táng. Mọi mặt những đức nghĩ là lo hết vậy. Nhưng chỉ có cái là các cụ phải đi tới đi lui được, phải nói chuyện được đàng hoàng, đầu óc đồ tỉnh táo, thì những đức nhận, không nhận một cắt bạc, hoàn toàn nhà chùa lo hết. Chùa chiền xây ra chân thật nhiệt tình hết lòng làm việc này cho chúng sanh. Đây là 100%. Nếu ai nghe những lời những đức nói mà quý vị nghĩ rằng làm gì hiện tại cái cuộc sống này mà có vụ này, vì vô chùa mình thử. Phải là bao nhiêu người già ở không? Và mỗi ngày tu 4 thờ đều ra. Người trẻ lo phục vụ cho người già. Đây là chỗ 100%. Chúng ta sống cái cuộc đời này, sanh không mang đến, chết không mang đi. Nhiệt tình hết mình, cùng tu phước tu duyên. Khi gặp được nhân duyên đặc biệt, giống như Đức từng nói rằng, mình gặp được một nhân duyên tu phước tu duyên đặc biệt, đó cũng là duyên phước thù thắng của mình. Có những người, người ta có thể dám bỏ một số tiền rất là lớn, nhưng người ta lại giống như bỏ một cái hạt giống vào một mảnh đất khô cằn, không làm được những việc ý nghĩa. Còn đây là nhân duyên đặc biệt. Bên cạnh những đức có nhân sự và những đức có tâm nuôi người già. Quý vị về đây vì thấy dự lễ viếng Quan Âm Bồ Tát lúc nào cũng gì, giảng pháp, lại Quan Âm, nhiệt tình lo cho Phật tử khắp nơi nơi về đây. Đó là chỗ vì thấy 100%. Còn hòa thượng mình thì 84 tuổi rồi. Ngài hết lòng hết dạ. Còn khoảng thời gian thọ mạng cuộc đời còn lại, hòa thượng hết lòng cống hiến. 80 mấy tuổi nhiệt liệt hết mình cống hiến để tạo những ngôi chùa để cho người già khắp nơi nơi niệm Phật. Hòa thượng là rất là vui. Mình là đệ tử những đức nhiệt tình hết mình, những đức lo về kinh tế để phụ trợ với hòa thượng xây chùa. Thì quý vị chỉ cần thấy được việc này làm là tốt, thì quý vị cứ gỡ qua số tài khoản của những đức tên Hồ Văn Hiền, thì khắp nơi nơi quý vị phụ như đức để trong vòng gần 1 năm mấy 2 năm chờ chúng ta sẽ xây được một ngôi chùa mà bao nhiêu người già được nương tựa, mà không phải chỉ có một đời đó, mà lâu dài về sau cụ này mất đi, cụ kia được ở, tiếp tục cứ tiếp tục. Chùa mình thật sự là nói là một mô hình quý vị à, có tổ chức nuôi người già và có một cái tâm niệm chân thật nuôi người già. Có nhiều nơi á, chùa người ta gặp những đức là nuôi người già người ta cũng thích lắm, nhưng mà khi người ta vô đây người ta hỏi những đức này kia, xong người ta về chùa thì 1 năm sau gặp lại những đức hỏi, người ta nói khó, không làm được. Nghĩa là nuôi con người không đơn giản. Tại sao thầy làm được hay như vậy? Những đức nói chắc mọi người có cái nhân duyên. Bản thân những đức là do khổ từ nhỏ nên bản thân mình rất gần gũi mọi người, nói chuyện cũng đơn giản, văn tự đơn giản. Mỗi lần gặp cái cụ mới mừng mới vui, thì các cụ mừng bà vui, những đức dạy và những đức nói bà nghe chứ. Nên dù là đông người hay là quý vị coi lễ viếng Quan Âm mới đây mấy chục ngàn người, người ta nghe những đức giảng là người ta ngồi răm rắp lại Quan Âm đàng hoàng, vui vẻ, ai cũng hoan hỷ. Một lần đến dự lễ viếng Quan Âm là làm cho người ta có một ấn tượng cực kỳ đặc biệt, tốt đẹp với ngôi Tam Bảo. Rồi lấy quay, những đức sẽ tổ chức chương trình khiếm thị nữa. Nên quý vị gửi tiền cúng dường đưa cho những đứa cầm giùm, nhưng thật sự bị cúng cho Tam Bảo. Bao nhiêu việc lợi ích làm cho lợi ích cho chúng sanh. Đây là cái việc mình tu phước tu duyên chân thật nhiệt tình làm. Vì có người chân thật đứng ra làm quý vị à. Chân thật đứng ra làm. Quý vị mà ngồi suy nghĩ cái thấy bị cũng suy nghĩ ra được. Bản thân của những đứa sẽ lo cũng tương đối quý vị à. Cũng lo dữ lắm đó. Mình không nói quá đáng quá. Quý vị coi, bây giờ nói sơ quý vị nghe thôi. Mỗi ngày gần 2.000 người. Thứ bảy chủ nhật liên tục người ta về 3-4 ngàn người liên tục phải lo, rồi khiếm thị phải lo, rồi chương trình lễ phải lo. Nói mà nói sơ vậy thôi quý vị biết những đức có cơ hội làm rất nhiều việc lợi ích cho chúng sanh. Nên đây là những việc mà những đức chân thật khuyên quý vị, nếu là thấy nó là tốt thì chung tay nhiệt tình hết mình để chúng ta sống cuộc đời tu tập niệm Phật và làm những việc có ý nghĩa trong cuộc đời. Giống như chúng ta đọc trong kinh nhân địa tu hành của Pháp Tạng Tỳ Kheo. Vì sao cái quả địa của Phật A Di Đà thù thắng như vậy? Vì lúc Ngài còn tại thế, Ngài đã tu duyên tu phước quá thù thắng. Vì Ngài tu duyên tu phước quá thù thắng, gieo nhân nên cái quả địa của Ngài cực kỳ thù thắng. Nhân quả tương đồng quý vị à. Nhớ kỹ nghe, nhân quả tương đồng. Nên mỗi người chúng ta chân thật nhiệt tình hết mình để gieo cái nhân duyên đặc biệt này, tu duyên tu phước thù thắng, chân thật nhiệt tình hết mình mà làm.
Cuộc đời như Đức nó nhắc mình chân thật nhiệt tình hết mình mà làm, tu phước tu duyên bằng cả tấm lòng của mình. Cuộc đời của người mà những Đức ấy, có bức tranh ngay chỗ nghĩ như Đức. Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng, được mắt bại thành bỗng hóa hư không. Cuộc đời này như giấc mộng quý vị. Nên những Đức cứ nhắc mình như vậy để bản thân mình nỗ lực cố gắng hết mình lên. Nó nghĩa là một ngày làm việc của những Đức là quý vị biết rằng là liên từ sáng thức dậy sớm cho tới tối luôn là công việc suốt, mà lúc nào cũng vui là từ nhờ từ đâu? Niệm Phật. Công việc rất nhiều mà biết được việc này mình làm có ý nghĩa trong cuộc đời. Ngoài đời nếu mình làm mình xài tay lấy tiền xài hết trơn, bây giờ mình tích công lý đức tại sao mình không nỗ lực? Nên những người trong chùa hàng Phật tử khắp nơi nơi nghe qua công đoạn này mình cũng cực lực nhiệt tình hết mình để tu phước tu duyên. Mình biết là tịnh độ thù thắng rồi, khắp nơi nơi mình đặt máy nghe pháp, máy niệm Phật đồ để mình rải ở cái địa phương của mình, để cho người ta được nhờ mình tu nhân tích đức. Mình lập ra cái nơi của mình, cái nơi mà mình buôn bán có máy nghe pháp, máy niệm Phật. Những khách hàng lâu 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 mình tặng cho người ta một món quà, chiếc máy nghe pháp, gửi cho gia đình ta nghe. Biết đâu mình độ người ta, hoặc là bị chỉ người ta cái trang chân thành niệm Phật vô lượng thọ của chùa mình để cho người ta nghe pháp. Nên mỗi một cái tờ giấy bữa đó những Đức để trong cái máy niệm Phật á, có cái số tài khoản những Đức nè, Hồ Văn Hiền. Rồi phía sau đó có những trang website của chùa, quý vị đăng ký cái trang của chùa mình để mỗi ngày bị nghe những Đức giảng pháp trực tiếp. Nhớ kỹ, có nghĩa là những Đức dùng đa dạng phương tiện như một màn lưới vậy đó, để mà mở rộng ra, để vớt tất cả chúng ta, để chân thật niệm Phật cầu sanh cực lạc. Có nghĩa là cuộc đời mình phải chân thật nhiệt tình hết mình mà làm, cảm thấy nó rất là vui lòng quý vị. Dù là rất cực nhưng mà những Đức rất là vui. Vui gì? Những cái cực này nó quá ý nghĩa. Nếu như những Đức ngoài đời cũng cực nhưng mà lại những ngày tháng đi qua vô nghĩa, còn bây giờ những Đức cực mà lại có ý nghĩa. Nên chúng ta nên sống có ý nghĩa, chân thật niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Việc này rất quan trọng quý vị. Nhớ đi đứng nằm ngồi siêng năng niệm Phật, đeo máy niệm Phật. Chiếc máy niệm Phật kỳ này những Đức tặng quý vị mấy chục ngàn chiếc máy niệm Phật, mấy chục ngàn chiếc máy niệm Phật. Mà chiếc máy niệm Phật này bữa đó vẫn còn được 10 ngàn. Thầy bữa đó tới 50 ngàn cái mà tặng hết 40 ngàn cái, còn được 10 ngàn cái máy niệm Phật này. Nên khắp nơi nơi quý vị muốn đặt thêm máy niệm Phật này để tặng mọi người thì quý vị cứ đại điện thoại cho nhà chùa đó. Trong cái thẻ nhỏ nhỏ trong máy niệm Phật đều có số điện thoại, hoặc là trong chiếc máy niệm Phật có số điện thoại, nhớ nghe, bị bấm số điện thoại hỏi nhà chùa để đặt thêm máy niệm Phật, máy nghe pháp. Chân thật nhiệt tình hết mình tu duyên tu phước, hết lòng hết dạ, mọi mặt những gì làm được chân thật làm. Người xưa nói câu ông bà cha mẹ có đức con cháu mặc sức mà ăn. Chúng ta nhiệt tình tu nhân tích đức, dạy con cháu tu nhân tích đức thì nhân duyên mình đặc biệt lắm. Quý vị cố gắng niệm Phật, đi đứng nằm ngồi niệm Phật, siêng năng niệm Phật, gây dựng tín nguyện niệm Phật. Nhớ nghe quý vị, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Làm việc gì phải nhớ niệm Phật. Nhớ kỹ, làm việc gì phải nhớ niệm Phật. Chúng ta hẹn gặp ở cực lạc quý vị. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tỉnh độ.